sườn chu cho trời ơi ngon dễ sợ các bạn. Để trường lại bớt một chỗ lát bỏ thêm đây hai miếng mới bỏ vô thêm đây hai lát mới đây đây còn 3-4 lát đó đẻ quá xé đẻ luôn. Rồi bên này là mình xào một ít xào hay là tôm khô nha các bạn, tôm khô, hành, tỏi. Đây mình mới cắt ít su dưa với cà rốt nè. Hôm nay anh thích ăn su xào cà rốt với lại tôm khô ha. Còn đây nước mắm chưa đang làm nè. Rồi đây xong một bữa cơm tối, cơm sườn. Có nước mắm mình để dưới kia từ trưa có rót bỏ lên á. Cua, hai mì con ăn tối. Rồi đây, gà rán Sophia nè. Sophia ăn gà rán với bánh mì. Chiều ăn cơm với lại cua ha. Yummy, yummy.